chào các bạn, đây là bến phà từ Vĩnh Long qua An Bình. Hôm nay mình xuống Vĩnh Long tham quan một chuyến du lịch. Mình đang đi qua Cù Lao An Bình. Đây là bến phà. Khi xong thì Cù Lao An Bình đó các bạn. Bây giờ xong mình đang xuống phà để mình đi qua sông. Mình sẽ qua bên xa mấy bên kia Cù Lao, đó là Cù Lao An Bình của Vĩnh Long. Phà này là nhỏ, mình chỉ là đi xuống rồi xe xuống rồi ghe lên thôi, chứ không phải là hai đầu một đầu thôi. Chủ yếu là Honda rất là nhiều. Đó, trước mắt chúng ta là khách sạn Cù Long ở cặp bờ sông Vĩnh Long. Vĩnh Long hôm nay là thành phố Vĩnh Long. Bà đã rời bến. Xa xa trên kia là cầu Mỹ Thuận các bạn. Ở đây là Vĩnh Long qua An Bình, nhưng mà sông này là sông Cổ Chiên đây các bạn. Sông Cổ Chiên chạy thẳng phía dưới là biển Ba Đồng, Trà Vinh, biển Ba Đồng. Rồi phà sắp sửa cập bến. Cù Lao An Bình này thì có những cái điểm du lịch vườn cây ăn trái rất là nhiều. Chào các bạn, hôm nay mình đến khu du lịch Vinh Sang ở thành phố Vĩnh Long. Thì đoàn mình tới đây tham quan và du lịch. Mình mới tới cổng đây. Này khu du lịch đã nằm cặp bờ sông Cổ Chiên các bạn. Bên kia là sông Cổ Chiên, mấy bên kia sông nữa là thành phố Vĩnh Long. Đây là khu du lịch ở An Bình. Thì bây giờ đoàn du lịch tôi đến đây nhờ cô hướng dẫn. Dạ. Bây giờ cô hướng dẫn trước tiên là đi đâu nè? Dạ em mời gia đình mình đầu tiên á tham quan mình đi hướng này ạ. À cô tên gì ạ? Dạ em xin chào, em tên là Cẩm Tiên. Cẩm Tiên phải không? Rất là đẹp. Cô gái khu du lịch Vinh Sang này rất là đẹp các bạn. Hướng dẫn viên khu du lịch Cẩm Tiên. Bây giờ cô giới thiệu đi. Dạ, ở bên trong hồ mình á, thì gia đình mình tham gia được có đạp Thiên Nga. Đạp Thiên Nga. Đạp Thiên Nga đâu có tốn tiền phải không? Dạ, thì một con Thiên Nga gia đình mình á, tham gia được hai người lớn và một bé. Thì ở đây nếu như mà cái ngày thường... Ở đây có cái gì đặc biệt cô, khu du lịch này? À, bên đây thì mình có rất nhiều dịch vụ trò chơi như là đạp vịt nè. Đập vịt cỏ, zip line, đu dây qua hồ, rồi cầu dây, cầu lắc, chạy xe đạp qua cầu. Rồi. Đặc biệt là có cưỡi đà điểu và câu cá sấu nữa. Cưỡi đà điểu. Rồi mình vô vậy là những cái trò chơi này mình phải trả tiền thêm hay sao? Dạ. Ở bên em thì một là mình sẽ mua vé tham quan là người lớn 50, trẻ em 35.000. Rồi. Sau đó thì mình vào cổng, mình thích trò nào thì mình sẽ mua vé riêng từng trò. Rồi. Còn thứ hai là combo. Rồi. Là được tham gia 5 trò chơi. Là miễn vé vào cổng ạ. Ở bên đây, ở bên tay phải em thì mình có trò chơi chuồng cỏ. Mình đi được hai người lớn. Từ trên dốc mình sẽ chuột xuống đây. Trên dốc hả? Dạ. Chuột xuống đây rồi nó dơ bùn xình không? Dạ, bên em khi tham gia trò chơi mình sẽ nhận được trang phục bà ba. Áo bà ba. Dạ. Rồi. Một set đồ bà ba là gồm cả áo và quần. Phải tính tiền luôn. Dạ. Rồi. Thì ở bên em là mình tham gia trò chơi, nếu như mà có combo thì là bao gồm luôn. Rồi. Nếu như không có combo thì là gia đình sẽ mặc trang phục của mình. Rồi. Và nếu như mình sợ dơ thì mình có thể thuê trang phục bà ba thêm. Rồi. Thì
sau đó là mình tham gia trò chơi ạ. Rồi. Khu du lịch sinh thái rất đẹp các bạn. Ôi cái Vi. Vi. Ở bên đây em có cái sân dạng mại vào cuối tuần á, và những cái dịp lễ Tết thì sẽ có những cái đoàn lớn để mình tổ chức cái trò chơi ở ngoài sân dạng mại. Rồi. Như là nhảy bao bố nè. Rồi. À, truy tìm kho báu chiếc vòng thần kỳ đó. Rồi rồi rồi. Mà. À, đu dây qua hồ. Dạ. Cái này là để cho thanh niên rồi chơi với mình á, là dạ. Tuổi trẻ, thanh thiếu niên á. Ở đây là cô giới thiệu một số loài chim coi, con chim màu đen đó là con chim gì? Dạ, màu đen ở đây miền Tây được gọi là sát thủ miền Tây. À. Là sẽ lặn dưới nước bắt cá. À. Gọi là đồng chim này là đồng cọc. À. Màu đen đó là con bò ruồi á. À, bò ruồi phải không? Là cái con phía trước đây, cái con cỏ dài đó là con việt lửa. À, ở dưới đó nè. Ở dưới đây. Ở dưới nước. Cây đó. Đó, ở dưới đó, đó phải không? Cái bộ lông. Bộ lông. À, cái này nó tới nó tự nhiên nó ở à. Dạ. Nếu mình giữ được thiên nhiên vậy là quá tốt. À, có một loài cũng rất giống cái con đó, nhưng mà bộ lông là màu xám. À. Tên là việt xám. Ở đây hình như có 3-4 loài vậy hả? Dạ, hơn 6 loài. Hơn 6 loài. Nhưng mà nó đặc biệt thì ngò vui và còng cọc chiếm đa số. Ở đây là ở đây là cái cù lao. Dạ. Xung quanh là nước. Dạ. Thành ra vấn đề thủy sinh ở rất nhiều, nó gồm có tôm cá tép rồi đó, thành ra loài chim này là loài chim nước các bạn, nó ăn những cái loài thủy sinh chẳng hạn như cá tép nhỏ. Còng cọc thì nó lặn dưới nước nó ăn đấy, nó có làm tổ đẻ. Và con cò này cũng là bắt cá bắt tép. Thì khu du lịch sinh thái của Vinh Sang này người ta bảo tồn ở đây cũng là tốt lắm rồi. Dù nó có thể là mới ít nhưng mà nếu mình giữ gìn thì nó sẽ càng ngày nó càng đông, nó về càng nhiều. Rồi, cô giới thiệu cách làm mình giới thiệu một cách làm kẹo dừa đi. Dạ đây thì là mứt chôm chôm à. Mứt chôm chôm phải không? Dạ mứt chôm chôm. Nhưng mà này chưa tới. Này chưa tới, khi nào mà nó tới thì mình sẽ nhai được cả một. Ừ, còn bên kia. Kia là kẹo dừa hả cô? Bên đó kẹo dừa đúng không? Dạ cái này. Này cũng chưa tới phải không? Dạ. Ừ, thì đây là gồm có là mứt chôm chôm các bạn. Cái này cũng chưa tới, đang trên. Còn đây là kẹo dừa rất hấp dẫn này, nước chôm chôm rất ngon ạ. Đây là thành phẩm, đã thành phẩm rồi, còn có mứt còn có kẹo. Kẹo dừa đường phèn chôm chôm. À, kẹo dừa đường phèn mứt chôm chôm gì nữa. Ở đây có mứt túi sợi à. Cái gì cứ mang ra đó. Còn cái gì nữa đó chứ. Và ở đây gồm có mấy món? Dạ đặc sản bên em thì có 3 loại, đó là mứt dừa non, mứt dừa non, mứt phèn và mứt chôm chôm. Rồi, 3 loại. Dạ em mời nhìn thử. Rồi rồi rồi. Kẹo dừa đường phèn, mứt dừa. Kẹo. Dạ mứt chuối sợi. Chuối sợi. Cô nói là ở chỗ này là mứt làm sao? Dạ kẹo dừa đường phèn là rất nhất. Ngon. Dạ. Đúng rồi, kẹo dừa đường phèn rất ngon các bạn. Đây kẹo dừa. Đây là kẹo dừa. Này mứt dừa. Mứt dừa phải không? Này mứt dừa dẻo. Dạ. Ăn đi. Mà ăn xong rồi không mua rồi có phiền gì không? Dạ không ạ. Không có phiền gì à? Nó ăn mà sao không mua. Thôi thôi thôi. Đây là nước màu khóm phải không? Dạ. Ờ, cái này là 25.000 một hũ.
cái này là rất là lạ đây nè, nước mọc khóm mình chưa ăn, phải không? Còn đây là nước ngọt dừa đấy các bạn. Đâu đâu cô mở ra tôi xem coi, tôi ngửi lại các à. Mình ngửi có phải không? Đúng rồi, cái này nước màu dừa nè các bạn, mà bao nhiêu hồi nãy nó bao nhiêu? 40 ngàn phải không? À. Một chai này mình dùng rất là lâu nha. Đúng rồi. Này kho cá là rất ngon. Nước màu nè. Cái mật này nó ngọt ra hả? Ngọt có chua không? Cái mật này nè. Dạ chua ngọt ạ. Chua ngọt hả? Dạ cái này uống nước đá. Bao nhiêu hũ? Một hũ như này là 90 ngàn. 90 ngàn hả? À. Khi mình dùng á thì để mất tầm 2-3 hũ. Ừ. Rồi sau đó mình đặt đá rất là ngon. Còn cái mức này bao nhiêu hộp? Này chuối sợi nè. Dạ cái này cũng 90 ạ. 90 hết à? Dạ. Còn kẹo dừa? Dạ. 90 hết à? Dạ. Hũ này 90, hũ này nhỏ hơn sao? Dạ cũng định lượng cũng như nhau à. À. Bịch này là bịch đó nhiều. Bao nhiêu? Bịch này 100 ngàn. À hả? Còn lại thì 90 hết. À rồi rồi. Cái này mua 5 thì được tặng 1, mua 10 tặng 2. Chứ không phải là mua 1 tặng 1 à? Mua 5 tặng 1. Mình phải trả lời như thế này nè. Có mua 1 tặng 1 nhưng mà giá khác. Đó vậy đó. Buổi tham quan khu du lịch Vĩnh Sang đã hết các bạn. Ở đây là cầu tàu chuẩn bị xuống để qua bên sông qua thành phố Vĩnh Long để về. Yeah. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại video sau.